Hello, xin chào mọi người đến với channel của mình. Như vậy thì sáng nay mình đã chơi thử team Azaka đóng băng với là team Lôi Thần Quốc Dân. Tuy nhiên thì việc mà Azaka hơi yếu, các bạn chơi nó sẽ cực kỳ khó khăn ở trong kỳ La Hoán 3.6 kỳ này. Sau đó thì mình nghĩ đó là chúng ta nên chuyển hướng qua chơi một cái team khác, nó kiểu meta hơn. Đó là team nở rộ. Thậm chí là trong cái video này thì mình sẽ chơi team nở rộ mà không cần đến Naida luôn. Thì có thể những bạn nào không có Naida, các bạn có thể tham khảo chơi cái team này ở phần nửa trên. Còn phần nửa dưới thì các bạn có thể chơi Lôi Thần Quốc Dân cũng được. Như vậy thì nửa trên mình sẽ chơi team nở rộ. Nở rộ thì của mình sẽ gồm main, Sinh Chiêu, Cô Lây và nhân tố chắc chắn phải có rồi, đó là Shinobu. Như vậy thì nửa dưới mình sẽ chơi cả team Nilou. Nilou trong kỳ này thì quái rất là đông nên là chơi rất là sướng anh em nhá. Tuy nhiên thì Nilou nó cũng có một cái khá là thú vị, đó là khi mà các bạn gặp ba con Mao Genki ấy thì cái tỷ lệ mà các bạn chết nó cũng rất là cao. Sát thương nhiều, quái đánh cũng mạnh. Và đang chơi thì chết, mặc dù là sát thương cực kỳ nhiều, nó cũng khá là hài. Ok, mình chơi mọi người nhá. Báp tấn công thường và trọng kích. Như vậy thì ngày hôm nay báp này nó không ngon cho cái hai cái đội hình của mình rồi. Mở khiêu chiến đứng yên này, hai con nó sẽ nhảy vào nhá. Đó, thì mình sẽ xả sát thương nó dễ dàng hơn. Ở trong này thì chỉ có Sinh Chiêu và Shinobu của mình là thực sự build nó ok thôi. Còn lại main với lại cô Lây thì mình sẽ chỉ lắp đồ chắc vá thôi. Miễn sao là hiệu quả nạp nó đủ cao để nó tuần hoàn được cái nộ liên tục là được. Tuy nhiên thì mình đang tính là mình build main với lại cô Lây nó chiến hơn. Nhưng mà bây giờ chắc là chưa build được rồi. Nhưng mà không sao, như thế cũng đủ để chơi rồi các bạn xem nhá. Hai con thú thánh hóa này, anh em công nhận là hai con này, cái loại thú thánh hóa này nó cực kỳ khó chịu đúng không? Nó trâu, đánh đau, nó bay nhảy liên tục nữa. Đây, mình cứ xả một con trước cũng được. Thường ấy thì mình sẽ đánh con thủy. Mình thấy là mình đánh con thủy sau đấy thì con thảo nó sẽ cũng sẽ nhảy vào. Chơi cái team này thì lợi thế của nó là không cần phải gom quái anh em ạ. Tại vì mấy cái hạt nó đuổi theo quái rồi. Sau đó thì nó lợi thế hơn team Azaka rất là nhiều ở cái chỗ đấy. Azaka thì gom lệch một phát là coi như các bạn đi luôn. Nhưng mà team này thì nó không quá quan trọng. Đây là mình đang chơi mà không có Naida nhá. Nếu các bạn có Naida thì các bạn chơi còn khỏe hơn nữa cơ. Hạt của mình để mình xem nào. À, con này là con kháng cao rồi. Xong. Hạt của mình được tầm 34 cho đến 35k ấy. Nilou. Cứ 3-4 con quái là Nilou chơi rất là dễ anh em ạ. Rau dao của mình thì mình cũng chưa build. Mình mới chỉ nâng level cho mấy con hít thảo 4 sao của mình thôi. Chưa kịp build. Đấy, clear rất là nhanh. Sang đánh hai con này thì hai con kia nó cũng sẽ chạy ra thôi. Nói chung ở những cái tầng quái đông ấy thì theo mình Nilou thì đôi khi không cần đánh chuẩn, mà các bạn làm sao để các bạn đừng có chết là được. Nhất là tầng 3. Tầng 3 dễ chết lắm. Tầng 3 và tầng 2. Tầng 2 thì cũng dễ chết. Nilou của mình thì không một trấn anh em ạ. Đánh có vẻ hơi lâu. Miễn sao là thừa nhiều thời gian thì tí nó thả mấy cái hạt ra thì nó sẽ chết thôi. Pha này tương đối ảo này, nhiều máu nhưng mà trong khoảnh khắc nó chết luôn. Cái lúc mà nó thả cái hạt ra mọi người. Phòng số 2. Phòng số 2 thì mình đã chọn nhầm anh em ạ. Tính ra là mình phải chọn bắp tăng HP. Nhưng mình quen tay mình lại chọn bắp tăng sát thương kỹ năng nộ. Bắn rụng cánh này. Sau đấy xả sát thương thôi. Cô Lây của mình đang cầm tế lễ. Còn main của mình thì đang cầm tây phong. Cô Lây thì mình sẽ chơi ở EQE. Máu tụt rất là nhanh. 34k mỗi hạt. Nếu như mà main và cô Lây của mình ấy, build theo kiểu chiến ấy thì còn nhanh hơn nữa cơ. Hiện tại là mình chỉ trang bị làm sao cho nó đủ nạp được thôi. Rất là nhanh.
Bắn rút này. Chơi nhanh hơn cái team Azaka lúc nãy của mình nhiều. Azaka chơi phải mất tầm phút rưỡi, hơn phút rưỡi cơ. Pha này bắn trượt. Nhưng mà không quá quan trọng, tại vì đi nhanh rồi. Mình chỉ cố gắng giữ nộ anh em nhé, cho tầng sau nhé. Ok. Tầng này thì mình sẽ di chuyển sang một bên để con kia nó chạy sang bên này luôn. Đó. Qua con ở giữa. Thật ra cái phần gom ở đây thì mình chắc là mình cần phải nghiên cứu kỹ hơn. Thì có nhiều quả mình gom là ba con đứng yên một chỗ, nhưng mà cái fan này thì lẻ mất con này. Nhưng mà miễn sao là mình có nhiều thời gian thì không quá quan trọng đâu. Rồi. Để cái turn này thì mình sẽ cố gắng E Naida và E của Nilou. Sau đấy thì mình sẽ dùng các cái kỹ năng nộ để mình né sát thương thôi anh em ạ. Đấy. Mình né xong là bọn nó gần như là chết hết rồi. Cái team Nilou ấy, khi mà quái đông nó mạnh thật. Sát thương cực kỳ nhiều luôn. Pha này thì cố gắng heal một tí thôi. Như vậy là xong tầng 2. Cũng khá là nhàn nhỉ. Sang tầng 3, bắp hiệu quả nạp. Như vậy là không ăn được cái bắp nào hết. Con này thì khi mà gặp những cái đội hình liên quan đến Thảo với Lôi thì quá là dễ. Như vậy thì cái kỳ này các bạn có thể chơi team của mình được. Mình thấy nó đi khá là nhanh, mặc dù là build nó cũng chưa tới đâu hết. Quan trọng nhất là Shinobu nó phải 90, sau đấy thì full tinh thông thôi. Xin chiêu đủ nạp và hai con Thảo đủ nạp thôi. Máu tụt rất là nhanh. Azaka đánh hai con boss rất là mệt, nhưng mà cái team này đánh nó nhàn thật. Còn Nahida thì còn nhanh hơn nữa. Hạt của mình là 34k6. Ok. Tầm cũng tầm 8 phút ba mấy giây. Sang tầng này. Đi sang đây một tí. Cái tầng này thì cũng khá là nguy hiểm này. Tại vì ba con này đánh nó đánh cũng mạnh. Mà sát thương của mình hạt nổ trúng người mình cũng đau. Nên là mình cũng chết mấy lần anh em ạ. Quy để né này. Rồi. Đổi vào dao để heal. Cấp Thảo. Kokumi. Ui. Rất là nguy hiểm anh em ạ. Mọi người nhìn cái đội hình của mình xem. Gần chết hết sạch luôn. Rất là căng. Công nhận là nó mạnh thật. Nhưng mà khi mà đánh ba con này ấy, nó chết nhanh, mình chết cũng nhanh. Thời gian mình thừa khá là nhiều nhá. Nói chung thì nick của mình chưa phải là mạnh lắm. Nick cả mạnh thì còn thừa nhiều hơn nữa cơ. Ok. Như vậy là xong hai team mà nở rộ và xung xuê. Mình thấy kỳ này chơi nó dễ hơn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ show đồ cho mọi người xem nhé. Kokumi của mình đang chơi full tinh thông. Mảnh trương tế lễ này. Mix tinh thông thôi. Cũng chẳng có gì để xem nhờ.
Tiếp theo là Nilu. Nilu ở thiên phú mình không nâng. Vũ khí đang cầm cây kiếm tinh thông level 80 thôi. Đang mix hai thiên nha với lại hai giấc mộng hoàng kim. Cái set mà hai món tăng HP mới thì mình cũng chưa farm. 53k 600 HP. Shinobu 933 đang cầm đóa hoa trang viên. Vũ khí thiết phong kích, thiên phú 8 2 cung mảnh 1. Quan trọng Shinobu thì các bạn cần phải nâng lên 90 nhá, tại vì sát thương của hạt nó liên quan đến level ấy. Còn lại thì build nó khá là dễ mà. Xin chiêu thì cũng không có gì, cung mảnh 6. Thiên phú 13 này, tế lễ 5 này. Nạp 172 với cung mệnh 6. Giao giao. Giao giao thì mình cũng vừa nâng level thôi anh em ạ, chưa nâng được nhiều. Đang 173 đây, cung mệnh 3 này. Thánh nhân vật thì đang lắp chắp vá thôi, hai món HP, hai món hiệu quả nạp thương Tây Phong. 225 nạp. Cô Lây. Cung tế lễ. Xét thảo cung mệnh 1, thiên phú là 168. Chưa kịp nâng gì anh em ạ. Đồ 12, 104 này, 224. Mình chỉ lắp làm sao để nạp nó nhiều thôi. Ví dụ con Cô Lây cầm tế lễ thì đồng hồ nạp là ok rồi. Còn con Mên, Mên đâu nhở? Con Mên thì nó cầm Tây Phong thì nó buộc là phải chơi nón tỷ lệ để nó có thể kích hoạt được cái kiếm Tây Phong. Của mình thì đang 231 nạp, 56,7% tỷ lệ. Cung mệnh còn chưa full anh em nhé, chưa lấy được full cung mệnh đây. Cung mệnh 6 thì ok hơn. Đó. Hiệu quả nạp. Lông chưa nâng. Hình như là hết rồi đúng không? Ok, thì mình đã show hết những cái nhân vật của mình chơi cho mọi người xem rồi. Thì các nhân vật của mình build nó cũng chỉ là cơ bản để cho các bạn xem nó dễ hình dung thôi. Theo mình thấy là kỳ này các bạn chơi cái team nở rộ ở nửa trên thì nó sẽ rất là dễ, còn nửa dưới thì có nhiều team có thể chơi được. Nửa dưới thì nó không khắt khe lắm, nửa trên thì các bạn cần phải có cung là một, phải có lôi hoặc là lôi thảo là hai, đó thì chỉ cần quan tâm nửa trên thôi, còn nửa dưới thì nhiều team qua được lắm. Ok, hy vọng là video này sẽ giúp ích cho mọi người, và nếu các bạn thấy hay thì đừng quên ủng hộ cho mình một like và đăng ký nhé. Hẹn gặp lại ở video sau. Bye bye.